Thì món này có thể giúp các bạn điều khiển các thiết bị như đèn quạt, khóa xe từ xa. Nó có khả năng học được các mã như mã cố định, mã hàng, mã gạt, mã học và một phần mã nhảy. Thì nó có 4 kênh nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái mạch điều khiển này, mình sẽ điều khiển cho các bạn xem. Trước tiên là mình hướng dẫn các bạn cách xóa lệnh. Nhấn hai nút trên cùng cùng một lúc cho đến khi led nó nhấp nháy 3 lần, sau đó bạn thả một nút ra. Nhấn nút đó 3 lần. Led nó nhấp nháy liên tục là thành công nha các bạn. Sau khi mình xóa lệnh xong thì mình nhấn các nút nó không có sáng đèn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn học lệnh. Mình sẽ dùng cái remote mã cố định này để học lệnh cho remote này các bạn. Khi học lệnh thì các bạn cần để hai remote gần lại nhau, sau đó nhấn giữ các nút cần học lệnh cho đến khi led này nó nhấp nháy 3 lần, xong nó nhấp nháy liên tục là các bạn học được lệnh rồi. Mình sẽ điều khiển cho các bạn xem. Để khôi phục lệnh thì các bạn chỉ cần nhấn hai nút cuối cùng cho đến khi led nhấp nháy là được. Cái remote này thì về thông số kỹ thuật cũng như sao chép mã và thao tác lệnh thì nó giống con này, chỉ có khác một điều là con này là tần số là 315 MHz và con này là 433 MHz.